Hello, mình xin kính chào tất cả anh chị em nhé, đã đến với channel của mình. Và hôm nay mình không biết nói gì hơn mà xin cảm ơn anh chị em rất là nhiều trong thời gian qua đã ủng hộ và đồng hành với mình trong suốt một thời gian làm YouTube cũng như là giao lưu cùng anh chị em luôn nhiệt tình đến với mình trong bầu không khí là anh em cùng vươn lên để bước tới con đường tương lai của YouTube. Thì sẵn dịp hôm nay mình xin chia sẻ với anh chị em một chiếc chậu đơn sơ cũng là vật dụng mà mình làm bằng xi măng với lại những cái vật dụng mà trong nhà mình bỏ ra mình không dùng nữa, và mình xin em đúc một cái chậu để trồng cái cây hoa này để trang trí sân vườn nhà. Và sau cùng mình xin mến chào anh chị em, mình được nhiều sức khỏe, và sau đây mời anh chị em cùng mình để theo dõi video của mình và cùng mình chia sẻ những cái khoảnh khắc mà mình làm chiếc chậu này nó như thế nào, và anh chị chúng ta cùng theo dõi video của mình và ủng hộ mình để mình có động lực và làm tiếp những video sau để anh chị em mình cùng nhau xem, cùng nhau chia sẻ. Và sau đây kính mời anh chị em cùng theo dõi mình nhé. Thank you.
Thank you.